thì có ảnh hưởng gì đến cây không? Theo cái cách mà vườn của anh CZ làm và chia sẻ với các bạn, trong C4, C5, C90, C96 về bảo vệ những cây hoa hồng khi mùa thu đấy, chuẩn bị qua vào mùa đông về, thì với vườn của anh CZ đã có 10 năm kinh nghiệm và vườn hồng 10 năm tuổi. Đó là một cái minh chứng rất là rõ ràng để các bạn thăm và các bạn xem. Thì vườn của anh CZ thấy kết quả vườn anh CZ cắt những cây hoa hồng thân gỗ vào dịp mùa thu như này, nó không có làm sao các bạn ạ. Vậy thì các bạn có thể cắt vào lúc trung tuần tháng 10, hoặc nếu các bạn không có thời gian thì cắt vào trung tuần tháng 11 các bạn nha. Trung tuần tháng 11 là các bạn cắt được. Vậy sau khi cắt xong như này thì cái cây này ấy, nó còn lại những cái cành này, và nó sẽ giúp cho cái cây khỏe vào cái dịp tháng 4, tháng 5, tháng 5 các bạn nha. Vậy thì nếu như tôi không cắt được vào dịp thu chuẩn bị đi đông về như thế này thì tôi cắt vào dịp nào? Còn một dịp nữa các bạn nha. Các bạn cắt ngay vào lúc đầu xuân. Đó là cây hoa hồng như này. Đầu xuân được hiểu như thế nào? Đầu xuân được hiểu là các bạn cắt vào dịp trung tuần tháng 3. Thời điểm đấy, tầm từ mùng 10 tháng 3 cho đến 20 tháng 3 thì tuyết bắt đầu tan hết. Trời bắt đầu ấm lên khoảng 5, 7, 10 độ C. Các bạn làm vào dịp đấy nữa. Nếu tôi không cắt vào dịp đấy nữa có sao không? Nếu không cắt vào dịp đấy nữa cũng không sao. Nhưng cây của bạn có thể không được đẹp, không được khỏe, hoa không được sai. Nếu bạn không cắt tỉa cành lá hàng năm cho cây, cụ thể là cây hoa hồng thân gỗ như này. Vậy thì dịp tháng 3, trung tuần tháng 3 các bạn cắt một lần nữa các bạn nha. Nếu các bạn không cắt được vào dịp cuối thu, đầu đông như thế này, thì các bạn cắt vào dịp đầu xuân. Đầu xuân được hiểu là khoảng trung tuần tháng 3, muộn nhất là đầu tháng 4 các bạn đã phải cắt xong rồi. Tại sao như thế? Bởi vì châu Âu có những năm ấm sớm. Nếu cắt như thế này thì có những năm ấm sớm các bạn ạ, mà có những năm tháng 4, cả tháng 4 nó nóng ấy, nó ấm ấy, không phải nó nóng, xin lỗi các bạn, nó ấm ấy, thì có khi đã đâm chồi nảy lộc rồi. Và đến đầu tháng 5 là cây đã lá xanh tươi rồi. Và trung tuần tháng 5 hoa bắt đầu ra rồi các bạn ạ. Đấy. Chỉ trừ những năm nào lạnh thôi. Trừ những năm nào lạnh thôi các bạn nha. Thì là đến tháng 6 mới có hoa. Đó là những cây hoa hồng thân gỗ. Và bây giờ vườn của anh CZ, bạn có thể sang bên đây cho các bạn tôi nhìn ở bên đây. Chuẩn bị nói lời chia tay các bạn rồi. Thì để nhấn mạnh câu chuyện này với các bạn. Vậy đây là một cây hoa hồng thân gỗ trong vườn Hùng Anh CZ, và vườn hồng này được 3-4 năm tuổi. Câu chuyện này chia sẻ với các bạn là câu chuyện về cắt hồng thứ hai trong vườn này. Và cách cắt thì đã giới thiệu với các bạn là cắt vào dịp giữa thu hoặc cuối thu hàng năm để giúp cho cây sang năm khỏe. Mùa đông cây có ít nước vì tuyết rơi ít hoặc âm nhiều chúng ta không tưới được thì cây còn lại chỉ ít cành, cây giữ được độ khỏe. Tiếp theo nữa là cắt vào dịp, nếu không cắt được vào dịp thu thì cắt vào dịp đầu xuân là muộn nhất thì cây hoa hồng mới khỏe được. Tiếp theo nữa thì cắt những cái cây hoa hồng như này thì cắt đến phần nào, thì như cây hoa hồng các bạn vừa nhìn thấy cao khoảng 1,7 m và có tuổi đời khoảng 4 năm trong cái vườn này, mà vườn của anh CZ cắt đi để lại như này nó còn độ khoảng 60 phân. Vậy thì cây 4 năm tuổi như này vườn của anh CZ để lại khoảng khoảng 4 5 60 phân các bạn nha. Ví dụ cây bên cạnh cũng đã cắt rồi các bạn. Ví dụ cây bên cạnh cũng cắt rồi, cũng là hồng các bạn nha. Ví dụ cây bên cạnh này cũng cắt rồi các bạn nha, cũng là hồng. Ví dụ những bụi bên cạnh cũng là hồng, cũng cắt rồi mà để thấp thế kia các bạn nhìn thấy chưa. Vậy dưới kia cũng là cây hồng, dưới là cây hồng các bạn này. Đó. Và trong cái dòng suối đá cạn này thì các bạn nhìn đây là những cái cây hồng cụ thể. Đây cũng cắt rồi các bạn nha. Đó. Các bạn nhìn cụ thể nha. Đây cũng là cây hoa hồng. Và cây này là cây rosai đen ở vườn phía trước các bạn này. Cây này cũng được cắt như thế này các bạn này. Đó các bạn nhìn thấy chưa. Đó. Vậy có cành vườn của anh CZ để lại khoảng 20-30 phân. Có cành thì 40-50 phân. Vậy câu chuyện số, mời bạn quay lại đây. Đó các bạn nhìn thấy cắt hết rồi nha.
Riêng cây này ấy, thì là cây hồng mà vườn của anh CZ đang lai ghép các bạn ạ. Thì cũng cắt hết rồi. Nhưng cây này để khá cao hơn một chút để sang năm xem tình hình nó ra sao. Với những cái cành lai ghép các bạn nha. Đây là cành thân chính. Còn những cái cành lai ghép này xem như thế nào nha. Vườn anh CZ chưa có kết quả cho nên chưa dám chia sẻ với các bạn. Vậy thì quay lại câu chuyện hôm nay về cắt cây hoa hồng Kinda Blue Air này. Thì các bạn nhìn toàn cảnh. Và vườn anh CZ đã chia sẻ với các bạn. Một số cành bên này thì hơi cao, khoảng 60 phân. Vườn anh CZ sẽ điều chỉnh sau. Vậy thì trong câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ với các bạn về xử lý những bụi hoa hồng thân gỗ trong vườn của chúng ta, có hai dịp để cắt. Một là vào dịp giữa thu hoặc cuối thu. Hai là vào dịp muộn nhất là đầu xuân. Nếu không làm không sao, nhưng mà cây nó không khỏe, hoa không sai hoặc không đẹp. Nếu làm thì cây khỏe, hoa sai và đẹp. Những cái cành này sau khi cắt xong đến mùa thu mà nó chết phần đầu cành này thì làm sao? À, đầu xuân sang năm thì các bạn cắt bớt cái phần nó chết đi. Cắt những cành này thì cắt đến đâu? Cắt những cành này nếu là những cái cây hoa hồng mà 1 năm tuổi mới trồng thì các bạn nên để lại 15-20 phân thôi là tối đa. Nếu các bạn đã trồng được 2 năm thì để độ cao khoảng 3-40 phân. Trông nó không được đẹp các bạn ạ, nhưng giúp cho cây khỏe. Còn các bạn làm theo cách của vườn của anh CZ không, đấy là quyền của các bạn. Còn nếu cây hồng của các bạn đã được 4-5 năm tuổi như thế này thì các bạn có thể để lại 5-60 phân độ cao như này. Vậy thì nếu vườn hồng 10 năm tuổi thì sao? Thì đó, vườn hồng 10 năm tuổi của vườn CZ chia sẻ với các bạn về cách cắt đấy. Thì có những cây vườn hồng CZ để lại khoảng gần 1 mét chiều cao vì nó đã là 10 năm tuổi rồi. Và hàng năm vườn hồng CZ khống chế gọn gàng như thế. Vậy trong câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ với các bạn về cách xử lý những cây hoa thân gỗ, mà cụ thể là cây hoa hồng. Hy vọng nó có một phần nào đó hữu ích để gửi tới các bạn. Và trong mỗi câu chuyện chia sẻ với các bạn thì các bạn biết rồi, một việc làm nó có rất nhiều cách. Và cái cách nào đó mà phù hợp với một bạn nào đó hay những bạn nào đó mà các bạn áp dụng thấy nó hiệu quả thì cách đấy là cách có giá trị, cách đấy là hay. Nhưng mà cũng là một việc làm mà vườn hoành CZ chia sẻ với các bạn, một cái cách của vườn hoành CZ mà các bạn áp dụng nó không phù hợp hoặc chưa phù hợp thì cách đấy lại là cách không phải hay hoặc cách không tốt nhất. Vậy mỗi một việc làm nó có rất nhiều cách, và ai phù hợp với cách nào thì cách đó là hay, nhưng mà không phù hợp với ai thì cách đấy là dở nhất. Vậy cũng mong được các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã đến với câu chuyện của vườn của anh CZ. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện sau. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Bye bye.